Những nhịp trống căng giòn, những động tác mạnh mẽ, những bước chân linh hoạt và nhịp nhàng theo nhịp trống. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa mạnh mẽ, uyển chuyển và biểu cảm. Đó cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống và tinh thần của người Khmer thể hiện qua điệu múa Tre Râm truyền thống. Một buổi chiều đầu hè tại ấp Trường An, xã Trường Ninh, tỉnh Tây Ninh, nơi trước đây người dân vẫn thường biết đến với cái tên Bầu Ếch. Dù đã hơn 5 giờ chiều, nhưng không khí vẫn còn khá nóng nực. Chúng tôi tìm đến nhà văn hóa dân tộc Khmer để tìm hiểu về điệu múa trống Tre Râm đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2015. Tiếp nối truyền thống gia đình, chị Cao Thị Thu Loan hiện là một trong những người hướng dẫn trực tiếp cho những em nhỏ người Khmer múa trống Tre Râm. Cái nóng hầm hập trên nền xi măng không làm giảm đi sự nhiệt huyết của các em nhỏ. Những đôi mắt sáng ngời, những nụ cười rạng rỡ và cả những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Chào cho đều con. Năm đứa chào đều coi. Chào gì kì á? 2, 3. Bộ môn nghệ thuật này thì được gìn giữ là từ hồi đời của ông bà của tôi á, truyền lại đời này sang đời khác. Thì khi mà đến đời ba tôi thì truyền lại cho tụi tôi. Tại vì gia đình không có con trai nên truyền cho tôi là người phụ nữ. Thì những cái điệu bộ đồ á, tôi đã nắm. Thì tôi truyền dạy lại cho mấy đứa em nhỏ. Múa trống Tre Râm có ý nghĩa lịch sử và tâm linh đặc biệt đối với cộng đồng người Khmer ở Tây Ninh. Đây là một điệu múa có ý nghĩa tôn vinh các vị anh hùng đã chiến đấu dũng cảm trong quá khứ. Những vũ điệu của múa trống Tre Râm thường kể về những trận đánh của chiến binh Khmer, truyền thuyết về những vị thần và những sự kiện lịch sử quan trọng. Tiếng ve kêu già giả cũng không át được tiếng thì thùng phát ra từ nhà văn hóa dân tộc Khmer. Những bước chân nhịp nhàng của những chiến binh nhỏ làm tan chảy không khí oi bức xung quanh và thu hút rất đông đám trẻ đến thưởng thức. Tầm 6 giờ chiều, khi các nam thanh niên đi làm về, họ cũng đến đây để giúp chị Loan trong việc truyền dạy điệu múa trống Tre Râm cho các em nhỏ. Rất là khó khăn. Y như là vô chỏ, gối, gót chân đồ là nữ nó không có tiện. Nữ không làm kiểu như là nữ vô những cái đó nó khó. Rồi lăn lộn nữa, nữ không được. Nên đặc biệt là nam. Em học năm em khoảng 10 tuổi. Là em thường ngồi lại nhìn ông cậu với lại ông nội, bác. Hàng chiều tập trống, em nhìn lớn, nhớ lại công tác đó lại. Lớn lên, em học hỏi tìm tòi. Tới ngày hôm nay mới thành công. Tất cả là đều là anh em tự dạy cho nhau học, không có trường lớp. Khi bắt đầu đến với múa trống Tre Râm, cậu bé Ni 10 tuổi năm đó không biết rằng mình sẽ phải trải qua những khó khăn với những cơn đau đầu gối, cùi chỏ hay những cú nhào lộn ê ẩm. Nhưng với niềm yêu thích múa trống, không bao lâu sau em đã vượt qua những cơn đau và tiếp tục tập luyện. 18 năm sau, cậu bé đó nay đã trở thành một người thầy, ngày ngày hướng dẫn những thế hệ sau những động tác năm xưa. Các bạn nhỏ ở đây thì là các bạn ấy thường tập vào cái thời gian như thế nào ạ? Thường thường thì mấy bạn nhỏ tập về giấc chiều chị, khoảng 5 giờ mấy đến 6 giờ. Là sau đi học về. Sau đi học về chị. Rồi mấy đứa mới có thời gian tập. Thế thì đợt tới nghỉ hè thì mọi người có định là tăng cường những cái thời gian tập cho các bạn không? Đợt nghỉ hè này em sẽ triển khai tập cho mấy đứa là hàng ngày trong cái dịp nghỉ hè có thời gian cho mấy đứa đó. Tăng cường cho mấy đứa biết cái động tác khó của tụi em tập lúc trước. Thông thường thì phải mất khoảng thời gian là bao nhiêu lâu thì một bạn nhỏ mới có thể học được một số những cái kỹ thuật từ đơn giản cho đến khó? Dạ, nếu mà tập hết cái động tác là phải tầm 6 tháng. 6 đến 7 tháng. 6 đến 7 tháng. Dạ. Mới học hết được cái động tác khó. 80 mấy. Em không
Lớp học này không có lịch tập cố định vì có hôm thầy bận đi làm, có hôm thì đám trẻ mới tập nhào lộn bị đau tay nên nghỉ. Nhưng dù bận bịu thế nào, mọi người cũng cố gắng thu xếp thời gian để tập với nhau. Tụi nhỏ cũng ở loanh quanh trong xóm nên tập hợp cũng dễ. Từ thầy tới trò đều ráng gìn giữ điệu múa đặc sắc của dân tộc mình. Trống chơi dăm là miền nào cũng có. Miền Tây là An Giang hay là Kiên Giang hay là Sóc Trăng hay là Trà Vinh. Nhưng mà mỗi cái động tác là nó khác nhau. Chỉ có tỉnh Tây Ninh là quýnh là như là võ thuật vậy đó. Một võ sĩ vậy đó quýnh. Nhưng nó khác. Cũng như các hình thức trình diễn dân gian khác, múa trống chơi dăm được hình thành trong quá trình lao động và lưu truyền trong dân gian. Hầu hết các tác phẩm đều là khuyết danh, các bài nhạc khí cũng không có bản nhạc hay ký âm gì. Tất cả hình thức dạy và học múa trống chơi dăm đều bằng kinh nghiệm truyền từ đời này qua đời khác. Cái nguồn gốc của cái bộ trống này là nó xuất phát lịch sử là coi như là mấy trăm năm rồi. Của thời mà ông cố ông sư truyền lại cho con cháu đời đời. Những cái động tác của quýnh trống này thường nó là dũng mãnh, nó rất là mạnh mẽ, quýnh như là một người võ sĩ trước khi ra sân khấu là như nhập tâm vô cái bộ môn này, là động tác của quýnh là như võ thuật, là một cái bộ môn rất là mạnh mẽ, là đại diện cho người Khmer. Trống chơi dăm là nhạc cụ quan trọng nhất trong bộ môn múa trống này. Đây là loại trống được bịt ra một mặt, thân trống làm bằng thân cây được đục rỗng ruột, thường dùng là cây mít. Ở Tây Ninh, nghệ nhân Trần Văn Xén là một người hiếm hoi có thể tự làm trống chơi dăm. 1972 là tôi đã làm rồi. Từ hồi nào giờ là khoảng 5-60 năm nay cũng chưa có làm loại gỗ nào khác hết. Nếu nói làm cái trống chơi dăm này phải làm bằng cây mít, nguyên một cái thỏi cây vậy, rồi tiện lấy cho nó tròn như thế này. Cái mặt da của mặt trống thì sau này làm bằng da trâu. Cái da trâu của nó thì ông thợ ông làm cũng nạo cho nó có cái độ mỏng. Cái trống chơi dăm chỉ bịt một đầu, cái đầu dưới mình làm cái chân này làm bằng nhôm. Căn nhà nhỏ nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh là nơi ông Xén chế tác ra những chiếc trống chơi dăm đi kèm theo điệu múa trống của người Khmer. Khi mà làm trống thì cái công đoạn nào là quan trọng nhất để quyết định cái chất lượng của trống ạ? Chất lượng trống mà cuối cùng thì bây giờ do nó ông bịch. Ông đồng bịch phải cẩn thận cái bàn chẳng, thời nào nó không kêu hoặc là âm thanh của nó không có chuẩn. Được. Cái này là để coi, cái này da bò nè. Sau này mình chỉ bịch da trâu thôi, da bò nó mau hơn. Có nước nhiễu vô là màu hơn, mà da trâu thì nó lâu hơn. Nước có nhiễu vô bị con trâu nó nằm nước. Cái trống này thì nói chung nó cũng vừa thôi. Mình cũng không nên làm to quá mà cũng không nên nhỏ quá. Nhưng mà cái vấn đề nó quan trọng nhất là cái tiếng trống này mà nó chuẩn đó. Những cái trống mà kích cỡ khác nhau thì cái âm thanh của nó có khác nhau không ạ? Âm thanh nó khác nhau, không có cái nào mà giống cái nào chứ. Vâng. Nè, con thấy không? Rồi con đưa cái kia ra. À, còn thấy nó, à, nó rõ ràng. Âm thanh nó rất là khác nhau. À, nhưng mà nhiều cái nó kết hợp trở lại. Ví dụ 10 cái, 10 mấy cái nó kết hợp trở lại thì con sẽ nghe. Nếu mình đánh cho nó đúng của nó. Nó là đánh đúng của nó là tung tung. Tà rung xình tung xình. Tung tung. Tà rung xình tung xình. Tung tung. Suốt hơn 50 năm ròng rã theo nghề múa trống chơi dăm, ông Xén không nhớ hết số lượng trống mình đã làm ra. Để làm nên những chiếc trống này, đòi hỏi kỹ thuật, lòng kiên trì cùng quyết tâm cao độ. Đam mê cháy bỏng với nghệ thuật múa trống đã thôi thúc ông Xén cố gắng từng ngày giữ gìn và truyền dạy lại cho lớp trẻ. Thì bây giờ tôi vẫn gìn giữ cái đội trống chơi dăm này ở tại cung Trí Giác này. Và hiện tại bây giờ thì từ hồi đầu năm rồi là tôi đã nhận vô được 10 em từ lớp 4 cho đến lớp 6. Tôi đã dạy và những em đó hôm nay là đã múa như ý rồi. Tức là tôi nhận vô tôi dạy lúc còn trẻ đẻ đó. Đệ tử của tôi là tôi chỉ khoái là dạy cho nó đúng, cho nó như ý luôn, múa nó phải là như ý luôn, múa phải cho nó mạnh dạn, nó phải hùng hồn.
ý nó thuộc gì giỏ chứ không phải là văng ra đó mà ẻo. Tức mình chỏ, mình gối, mình gót này kia cái nọ là mình phải làm cho nó đúng, cho nó bài bản. Múa trống che rằm có động tác đánh trống, múa trống và múa tay. Lúc múa đơn, lúc múa đôi, múa ba, múa tư và múa tập thể. Đánh trống gồm những động tác đơn giản như vỗ lên mặt trống, đến phức tạp hơn như đánh bằng cùi chỏ, gót chân hoặc bất ngờ đánh vào trống của nhau, rồi vừa múa vừa làm xiếc với trống. Các động tác đều rất dứt khoát và mạnh mẽ. Trong lúc nhào lộn, phần chân trống làm bằng kim loại chạm vào sàn diễn tạo nên âm thanh lốp cốp đặc trưng riêng. Cái nhịp trống của người Khmer của Tây Ninh là không cần những nhạc cụ nào mà hỗ trợ hết. Là tự cái người quýnh trống đó là quýnh dỗ âm thanh, là xong mình theo tiếng âm thanh đó mình quýnh, là mình không cần phải điểm nhạc nào vô hết. Múa trống Shazam là niềm tự hào không chỉ của cộng đồng người dân tộc Khmer ở Bảo Ách mà cả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Bất kể gia đình nào có con là diễn viên múa trống thì gia đình đều rất tự hào và được nhiều người tán thưởng. Niềm tự hào đó thể hiện ở chỗ mỗi thành viên trong gia đình biết thì cả dòng họ, các anh em đều tham gia cùng. Múa trống Shazam được thành viên các gia đình gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Vì sao mà cái bộ môn này lại chỉ truyền cho con trai trong gia đình? Tại nữ đâu có ôm trống đâu nổi đâu lần. Chỉ có trai mới ôm trống lần nổi thôi chứ nữ đâu có lần được. Những cái động tác nào mà anh nghĩ là khó nhất ạ? Cái động tác khó nhất là chỏ que là khó nhất. Sự phối hợp của hai anh em khi mà nhảy đôi mà có cái động tác lộn lên như thế, nó phải như thế nào? Phải người nằm dưới phải ăn ý với người trên, chứ để nằm cao quá thì lăn cái nó dập cái ngực vô cái cành tấm này nè, nó cũng khó chịu lắm, phải ăn ý nhau. Lăn là phải nhẹ nhàng chứ lăn mạnh quá cái đẩy trên cái lưng ấy nó cũng đau lắm ạ. 9 giờ sáng trên đỉnh núi Ba Đen cao 986m, những chàng trai trong đội múa trống che răm đang chuẩn bị cho một buổi diễn. Chị Loan, anh Ni và các anh em cùng nhau sắp xếp đội hình cho đội múa. Trong trang phục truyền thống của người Khmer, họ xếp thành từng hàng, lần lượt biểu diễn màn múa trống đặc sắc của mình. Với việc tái hiện nhiều di sản văn hóa phi vật thể của người dân tộc Khmer, chúng tôi mong muốn là có thể góp phần nhỏ vào việc nuôi dưỡng và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể của khu vực Nam Bộ, đồng thời đưa di sản đến gần hơn với công chúng cũng như là du khách thập phương. Ngày nay, tại các nhà văn hóa dân tộc, trong các lễ Tết của đồng bào dân tộc Khmer như Choj Nam Thân Mây, Ok On Bok, hội yến diêu chỉ cung của Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, tại các liên hoan, hội diễn, hội thi, múa trống che răm thường được biểu diễn và để lại nhiều tình cảm tốt đẹp cho người xem. Múa trống che răm là nghệ thuật của người đồng bào dân tộc Khmer Tây Ninh. Nghệ thuật múa trống che răm thì được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hiện nay thì đồng bào người Khmer luôn luôn nỗ lực để gìn giữ cái nghệ thuật múa trống xe dâm, truyền dạy trong cái đồng bào dân tộc người Khmer để bảo tồn và phát huy cái giá trị nghệ thuật múa trống xe dâm trên địa bàn tỉnh hiện nay. Ông bà nói là cái bộ môn nghệ thuật này là của người dân tộc Khmer nên các con ráng gìn giữ. Cái bộ môn nghệ thuật của người Khmer chúng tôi là tôi rất là gìn giữ. Để được mang cái những nét đẹp của người văn hóa của người Khmer đem ra biểu diễn cho tất cả cộng đồng. Tôi rất là tự hào vì điều đó. Trong kho tàng nghệ thuật dân gian Khmer, múa trống che răm là một trong những niềm tự hào của người dân Phung Sóc. Mặc dù không còn phát triển rầm rộ như xưa, song những nghệ sĩ và đồng bào dân tộc Khmer ở Tây Ninh vẫn âm thầm giữ lửa, phát huy sức sống của loại hình nghệ thuật độc đáo này trong đời sống hiện đại.